Đây là một con kênh lịch sử. Con kênh này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt Nam Bộ. Và con kênh này có lịch sử 200 năm. Một kỳ quan, một kỳ công của người Việt. Đó chính là kênh Vĩnh Tế. Kênh Vĩnh Tế là con kênh chảy qua địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kênh Vĩnh Tế cùng với kênh Nhà Lê là những kênh đào lớn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đây được xem là công trình thủy lợi dài bậc nhất thời phong kiến và có ý nghĩa kinh tế quốc phòng đặc biệt quan trọng cho vùng biên thủy Tây Nam của Tổ quốc ta. Vậy, vì sao cần phải đào kênh Vĩnh Tế? Kênh Vĩnh Tế được đào song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Sách Gia Định Thành Thông Chí ghi rõ, sau khi hoàn thành hệ thống đồn trú ở vùng Châu Đốc, An Giang ngày nay, vua Gia Long xem địa đồ rồi phán rằng, xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên, tức là Kiên Giang ngày nay, nông thương đều lợi cả, và đó chính là kênh Vĩnh Tế. Nếu mở kênh thì dân ở càng đông, đất mở càng rộng, dần sẽ thành một trấn to. Hơn thế nữa, dưới triều Nguyễn, biên giới Tây Nam là vùng đất mới khai phá nên yêu cầu bảo vệ và phát triển trở thành vấn đề quan trọng trong tiến trình giữ nước và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước các thế lực ngoại xâm. Nhằm giải quyết những thách thức đó, kênh Vĩnh Tế đã ra đời như một giải pháp hữu hiệu và đã được triều đại nhà Nguyễn tiến hành. Vua Gia Long cũng là vị vua triều Nguyễn nổi tiếng với khát vọng chinh phục đất phương Nam, mở mang bờ cõi. Kênh Vĩnh Tế nằm trong chiến lược phân định biên giới với nước láng giềng bằng cách tạo ra cuộc sống dân cư đông đúc và bền vững. Có dân rồi thì sẽ giữ được đất. Từ đó thì người dân có thể trồng cấy, sinh cơ lập nghiệp ở vùng đất vốn là sình lầy hoang vu này. Còn kênh đã mở, cho nên nhiều nơi ruộng nước rút, dễ bề làm nhà, canh tác, lại có thể đi lại bằng thuyền. Người dân lúc ấy có sáng kiến là đào các con kênh cựa gà, tức là kênh xiên ngang qua kênh Vĩnh Tế để đi lại, chở lúa và thăm đồng. Trải qua hơn 200 năm lịch sử, kênh Vĩnh Tế cho đến nay được ghi nhận là công trình tạo nên bằng sức người quý giá, khẳng định bờ cõi và khẩn hoang cả vùng tứ giác Long Xuyên, tạo ra vùng đất vựa lúa lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Tùy theo mỗi năm, lượng nước lên xuống thất thường, các đoạn kênh Vĩnh Tế được mở khẩu, khơi dòng vào các kênh cựa gà sang biên giới cung cấp nước tưới tiêu thủy lợi cho cánh đồng lúa của người Campuchia bên đó. Như vậy, thụ hưởng dòng nước từ lịch sử không chỉ có người Việt Nam mà toàn bộ cư dân biên giới hai bên Việt Nam, Campuchia đều được hưởng lợi. Vậy kênh Vĩnh Tế có quy mô ra sao? Từ các ghi chép lịch sử, chuyển đổi theo đơn vị đo lường ngày nay thì kênh Vĩnh Tế có chiều dài là 87 km. Rộng 30 m, độ sâu trung bình khoảng 2,55 m. Tuy nhiên, trừ đoạn có sẵn cần nạo vét thì phần phải đào mới hoàn toàn chỉ là 37 km. Ước tính trong 5 năm, các quan phụ trách của nhà Nguyễn đã phải huy động đến hơn 90.000 dân binh. Tổng số ngày công là 3.463.500 và khối lượng đất đá phải đào là 2.845.035 mét khối. Phương pháp đào kênh thời bấy giờ là cách tiếp sức, ngày đêm không nghỉ, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Ban đêm dùng cách cắm cọc tiêu, đốt đuốc rồi cứ theo hình chiếu 3 điểm để đào cho thẳng hàng. Đây là phương pháp thô sơ nhất để nối con kênh thẳng tắp từ Châu Đốc xuống Hà Tiên và chỉ gấp khúc ở một vài đoạn nương theo đường biên giới. Rõ ràng, mục đích quân sự trấn biên của con kênh là tiêu chí đầu tiên để hy sinh sức người, sức của cho công trình này. Bởi công việc ở chốn đồng không mông quạnh, nhiều sơn lam chướng khí, việc ăn uống, thuốc men đều thiếu thốn, khiến cho số người chết vì bệnh tật, kiệt sức, vì thú dữ như cá sấu, rắn rít là quá cao. Để thúc đẩy tiến độ, nhà chức trách có khi bắt dân binh phải làm thâu đêm. Có nhiều vụ do buồn ngủ lại phải làm đêm, những người thợ đã lạc tay, đập chày, vồ vào đầu nhau. Ngoài ra còn nạn cọp rình bắt người, rắn độc nhiều, bệnh tật, nhiều người đã bỏ trốn. Ai bị bắt trở lại sẽ bị phạt làm khổ sai liên tục trên công trường. Những người trốn thoát mà lạc vào rừng thì lấy đâu ra gì ăn, và rồi cũng làm mồi cho thú dữ. Quá trình xây dựng kênh Vĩnh Tế để lại trong cộng đồng người Khmer những câu chuyện về cách đối xử hà khắc của quan binh nhà Nguyễn. Sau này Khmer Đỏ đã sử dụng những câu chuyện này trong các chiến dịch tuyên truyền khơi dậy lòng căm hận của người Campuchia đối với người Việt. Song theo một số nhà nghiên cứu, những câu chuyện đó là hoàn toàn bịa đặt để gây căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước. Vì lúc ấy quân dân Chân Lạp tham gia đào kênh được đặt dưới quyền của các đầu mục của người Chân Lạp. Đây là những người được nhà Nguyễn cấp tiền và gạo, được giao cho phần đất dễ đào như sách Gia Định Thành Thông Chí đã ghi. Bùn đất khô cứng là phần việc của người Việt, còn đất bùn nhão là phần việc của dân Cao Miên. Cho đến khi kênh Vĩnh Tế được hoàn thành thì đã đến đời vua Minh Mạng. Tin vui về đến Huế,
Vua Minh Mạng rất đỗi mãn nguyện vì nối được Chí Cha, liền khen thưởng dựng bia ở núi Sam và ở bờ kênh mới đào để ghi nhớ thành quả to lớn này. Như vậy, kênh Vĩnh Tế bắt đầu được đào vào tháng Chạp năm 1819 và hoàn thành sau 5 năm. Xuất phát từ bờ Tây sông Châu Đốc, chạy song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia và kết thúc tại điểm nối tiếp với sông Giang Thành, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nói về dấu ấn của những con người tài năng và cần cù lao lực, kênh được đào dưới sự chỉ huy của ông Thoại Ngọc Hầu cùng với hai ông là Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Văn Tồn. Sau có thêm Tổng Trấn Thành Gia Định là Lê Văn Duyệt cùng các Phó Tổng Trấn. Nhưng tại sao kênh này lại có tên gọi là kênh Vĩnh Tế chứ không phải là một tên gọi khác, chỉ một địa danh cụ thể? Chữ Vĩnh Tế thì bao gồm hai chữ, Vĩnh ở đây có nghĩa là lâu dài, mãi mãi và bền vững. Còn Tế ở đây chỉ sự cứu giúp và ban phước huệ. Cắt nghĩa thì con kênh này cũng thể hiện được tất cả những điều đó. Nhưng theo những ghi chép lịch sử, con kênh này không được đặt theo cách cắt chữ như vậy. Theo đó, con kênh này được đặt theo tên của một người, đó là bà Vĩnh Tế. Bà Vĩnh Tế là vợ cả của ông Thoại Ngọc Hầu. Bà tên thật là Châu Thị Vĩnh Tế, hay còn có tên khác là Châu Thị Tế. Bà Vĩnh Tế nổi tiếng là người vợ hiền đức, tận tụy, đảm đang, đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp lừng lẫy của chồng. Bà còn là người có công xây dựng miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, Châu Đốc. Khi Thoại Ngọc Hầu được vua giao trọng trách đào kênh nối liền từ Châu Đốc đến Hà Tiên, bà đã tận tụy giúp chồng chăm lo công việc đại sự. Những lúc chồng bận việc công cán, bà đã thay chồng lãnh phần đôn đốc, coi ngó việc đào kênh. Tiếng nhân đức của bà được nhân dân truyền tụng. Bấy giờ trong dân gian có câu: nước Nam trai sắc gái tài, gương bà Châu Thị lưu đời ngàn năm. Để tuyên dương công trạng của vợ chồng Thoại Ngọc Hầu và thể theo lòng dân mến mộ, vua Minh Mạng đã cho lấy tên bà để đặt cho con kênh này là Vĩnh Tế Hà. Gần đó có một ngọn núi là núi Sam được gọi là Vĩnh Tế Sơn, có một làng cạnh núi được gọi là Vĩnh Tế Thôn. Năm Minh Mạng thứ 17, tức năm 1836, vua cho chạm hình tượng kênh Vĩnh Tế vào cao đỉnh, đỉnh đồng lớn nhất trong cửu đỉnh đặt tại Thế Miếu của Huế. Bên cạnh kênh Vĩnh Tế, lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam còn ghi nhận một dòng kênh nữa, đó là kênh Đào Nhà Lê. Kênh Đào Nhà Lê là hệ thống kênh đào được hình thành từ thời vua Lê Đại Hành, tức là nhà Tiền Lê, để kết nối giao thông đường thủy từ kinh đô Hoa Lư lúc bấy giờ tới Đèo Ngang. Đèo Ngang chính là biên giới giữa Đại Cồ Việt với Champa, và mục đích của kênh Đào Nhà Lê là vận tải quân lương, mở rộng lãnh thổ về phía Nam và phát triển kinh tế nông nghiệp nước nhà. Tuyến kênh Nhà Lê thực tế là gồm nhiều kênh đào mới hoặc khơi vét từ các sông tự nhiên mà các triều đại phong kiến không chỉ ở nhà Tiền Lê mà còn có cả nhà Hậu Lê, nhà Nguyễn tiến hành. Và thậm chí trong kháng chiến chống Mỹ, chúng ta cũng đã sử dụng, cũng đã nạo vét với mục đích giao thông, quân sự và phát triển nông nghiệp. Kênh Nhà Lê chính là tuyến đường thủy đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và được coi là tuyến đường mòn Hồ Chí Minh ở trên sông vì những đóng góp cho các cuộc chiến tranh chống xâm lược của người Việt Nam. Hiện nay, còn ít nhất 6 dòng sông mang tên sông Nhà Lê ở 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ở lịch sử hiện đại, những năm 1964, Đế quốc Mỹ bắt đầu sử dụng máy bay ném bom để thực hiện cuộc chiến phá hoại tại miền Bắc. Và một trong những mục tiêu hướng đến là cắt đứt các con đường tiếp vận của Việt Nam cho chiến trường miền Nam. Các tuyến giao thông huyết mạch đều bị máy bay dội bom phong tỏa. Trong bối cảnh đó, Cục Đường sông Việt Nam đã khảo sát các con sông lớn nhỏ để mở luồng vận tải. Tuyến kênh Đào Nhà Lê được khôi phục lại với chiều dài trên 500 km, bắt đầu từ huyện Yên Mô, Ninh Bình, xuyên qua Thanh Hóa, Nghệ An đến Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Điểm đặc biệt là tuyến kênh Nhà Lê cắt ngang qua hầu hết các sông tự nhiên của các tỉnh nói trên. Do đó, ngoài việc tạo thuận lợi cho kết nối giao thông đường thủy, nó còn có vai trò quan trọng trong điều tiết dòng chảy tự nhiên và phát triển kinh tế nông nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về những địa danh của Việt Nam, về những vùng địa lý của Việt Nam. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.